mình phải là cho quân truy quét hết toàn bộ khu vực này, cái khu vực Mông Cô Vô Rây. Những cái khu vực này nó rất hiểm trở, bởi vì là nó nhiều cái dân mà ở sông nước đấy, hơi nhiều. Nó kiểu như là đồng bằng sông Cửu Long, một số dân, một nửa số dân là nó ở sau cái ven sông này. Nó kiểu là cái nhà của nó là ở trên mặt nước là chủ yếu, còn trên cái đường mà thẳng đường cái thì là dân ở cũng nhiều. Cái truy quét mãi đi vào nhưng mà cũng không thấy nó phản ứng gì cả, truy quét hết các phum làng ấy thì thấy vắng, có lẽ nó chạy theo đường cái. Thì công việc tôi truy quét mà không thấy phản ứng gì thì tôi hỏi dân, thì cũng dân thì lúc đó thì cũng thấy chạy hết, không có dân có dùng. Công việc thôi thì bây giờ mình lại tiếp tục đánh tiếp, đánh mãi lên tới coi như là tỉnh Bát Đồng Bằng. À, và cái tỉnh lúc đó là mới biết là nó đánh ác chiến. Lúc đó hành quân lên, với tôi hành quân lên đó là 3 giờ, đi bằng xe cộ đấy. Thì cũng đang sáng mà, sáng trưng đi 3 giờ đang còn sáng hẳn. U chà, lúc đó là có cả xe tăng nó bắt đầu ra. Xe tăng nó cũng T-54 cũng như mình nhé, cũng cái T-54. Xe tăng nó ra đồng 10 chiếc, với lại pháo 85 nó hạ nòng bắn mà. Nó thấy quân mình lên tràn lên nhiều. Thì cấp trên biểu kiểu đi mà hắn quân khả năng đang còn nhiều. Bởi có xe tăng là cấp phải cũng có khoảng sư đoàn. Đấy. Lệnh cấp trên biểu thôi bây giờ phải điện cho trên, biểu bây giờ cô phải yêu cầu sự yểm trợ. Thì lúc đó là các ông biểu thôi thì các anh cứ khẩn trương coi như là tấn công bằng hỏa hỏa lực. Còn trên sẽ yểm trợ bằng pháo pháo mà 130 ly đây, pháo tầm xa của mình. Ui chà, lúc đó là tấn công thôi mà đánh. Đánh bộ binh mình là hôm đó là bị ban ngày. Ban ngày mà đánh mà cuối cùng mình bị cái cối của nó nhiều, cối với pháo. Pháo của nó bắn thẳng bị nhiều. Cái kiểu trực tiếp mà. Nó pùng bên kia thì bên này đã bị rồi. Thật nổ liền rồi, trực tiếp. Chủ yếu nó bắn mấy cây xe tăng với lại cái ô tô mình ấy, dọc trên đường mà, nhưng mà hắn lại bắn không không chính không chính xác. Nguyên cái phái đoàn xe của mình mà chèo quân là đang nằm trên đường hết. Lúc đó xe tăng sẽ bắt đầu tràn xuống đánh. Ôi trời, đánh cầm cự với anh mãi coi như là đến khoảng chập tối mới coi là chiếm được có một góc thôi. Nguyên cái tỉnh Bát Tàm Bằng hắn cũng cũng mạnh. Cơ ông biểu tối rồi thôi thì ngừng, tối mai mình đánh tiếp. Thế mà cuối cùng sáng mai đánh cũng cũng vẫn đang cầm cự, hắn vẫn đang đánh, vẫn xe tăng vẫn đang ra. Thế cấp trên biểu thôi kiểu này là khả năng là phải dùng tới hỏa lực máy bay. Lúc đó là có thấy mấy cái máy bay chiến đấu của mình đấy, cất cánh từ Sài Gòn sang, đâu là đâu 5 chiếc. Lúc đó là hắn ra tráng rồi, hắn thấy quân mình đang đang nằm ngoài tráng mà. Lúc đó xe tăng các thứ là vẫn nó phản công đấy, ra quân của nó ra ra nhiều. Thì lúc đó thì cơ ông biểu thôi bây giờ là hầm hố thì mình cũng chỉ đào sơ sơ thôi, lúc đó đang đánh nhau vận động mà không củng cố được mấy. Thế là mấy cái anh dùng bằng cái anh gọi là pháo 85 nòng dài của mình đấy, là bắn bằng kính quang học, thấy ra nhiều bao nhiêu là vẫn dùng cỡ khoảng từ đây đến ở Lâm là dùng kính quang học bắn phát một thôi. Cái tăng của nó đầu tiên là anh ra 5 cây, 5 cây thì bắt đầu xe tăng cái pháo mấy anh pháo của mình bắn ấy, chính xác luôn, cứ ra phát nào con nào là nổ tung cái con đó. Thế ra 5 cây là cháy hết 5 cây, thế là tiếp tục ra 5 cây nữa. Bộ binh nó tràn ra hai bên, bộ binh nó tràn ra hai bên là cứ bị cái pháo 37 của mình nè, hắn nòng chống quất nó chết nhiều, lúc đó chết người nhiều. Thế lúc đó mới tiến lên. Đấy, lúc đó là quân cả cái hướng với tôi với mấy trung đoàn là tiến lên thì chiếm chiếm lúc đó chiếm mới được có một nửa, đến chập tối mới chiếm được con nửa thành phố. Mà hắn vẫn bắn đi ra đi đẹp, nhưng mà xe tăng lúc đó thì mấy cái cháy thì không nói, nhưng mà vào trong thành phố thì mới có thấy một nửa. Thì công việc tối rồi, tối rồi bây giờ mình chốt lại ngày mai đánh tiếp. Thế ngày mai là chừng độ sáng hẳn cơ, sáng hẳn mới đánh, cho mình đánh ban đêm mà là dễ bị chết lắm, bởi vì cái thằng này nó liều lĩnh quân vô lên. Thế sáng mai cỡ khoảng 4 giờ 4 rưỡi đấy thì bắt đầu là nổ súng. À giờ nổ súng lúc đó là bắt đầu cũng cối trong 20 ly pháo 85 nòng dài mình câu, với lại một pháo 105 của mình ấy, tới tấp
câu vào gọi là xung quanh thành phố thôi, chứ còn trong thành phố thì nó không có cái gì cả, để quân nó tản ra ngoài. Bắt đầu đánh đánh xong khoảng 30 phút thì cho xe tăng về các thứ lên, lên đánh chừng độ khoảng 2 tiếng thì thấy cũng chống cự, hắn cũng chống cự nhưng mà chỉ có B-40, B-41 thôi, còn hỏa tiễn như là xe tăng giết đường thấy vắng, hắn không không thấy khó nữa. Thì đến ngày mai, đến sáng mai đấy, chừng độ khoảng 10, 11, 12 giờ thì lúc đó là mình chiếm toàn bộ gọi là tỉnh Bắc Tam Bằng. Thì quân lúc đó là chốt lại đó luôn, chốt lại xung quanh cái tỉnh đó, nguyên sư đoàn là chốt lại toàn bộ khu vực đó, giải quân ra hết. Nó là cái tỉnh nó rộng lắm, chứ không phải chưa đơn giản, nó giàu mà, giàu có lắm cái tỉnh đó. Thế nguyên cái trung đoàn với tôi thì cấp trên về tôi thì cho Q16 là chốt lại trong thành phố để coi bảo vệ thành phố. Vì cái khu vực đó nó có một cái sân bay, nó có một cái nhà thương, cái nhà thương nó lớn khoảng 3 4 tầng. Thì tiểu đoàn với tôi thì được lệnh coi như là chốt giữ cái nhà thương đó. Mà đấy, cái nữa là ở trên Bát Tàu Băng mà, tỉnh Bát Tàu Băng. Thế sau một thời gian được khoảng 1 tháng thì thỉnh thoảng quân nó cứ vẫn lên đánh, nhưng mà đánh bằng kiểu du kích thôi, cứ vào đại đội thôi. Đánh là chủ yếu đánh để vào cái chỗ nhà thương này, đánh vào không chiếm nổi, quân mình dày đặc đấy mà. Thế đến 1 tháng sau, tháng thứ hai thì có ông biểu thôi bây giờ mình mới gọi là đánh tới tỉnh thôi nhưng mà chưa càn quét, bởi vì đây là nó gần biên giới mà, cái tỉnh nó gần sát biên giới mà. Thế nguyên Bên cái dưới Thái Lan này. biên giới Thái Lan vậy, cũng cái núi của nó cũng to, cái núi Cát đó, nhưng mà nó dài dài đặc. Cái quân lính của nó là nó tàn quân vào đó hết ở chân núi, lúc nó chưa sang Thái Lan, nó đang ở cố thủ chân núi. Thế nguyên toàn bộ mấy sư đoàn cái hướng chiến dịch của mình bắt đầu là truy quét tiếp. Đấy, bắt đầu nguyên cái chỗ mà tỉnh Bắc Tam Bang này cho có một tiểu đoàn thôi, chốt lại thành phố, làm cái chế độ quân quản đấy, còn bao nhiêu là lực lượng vẫn tiếp tục đánh. Ô chả, lúc đó là toàn tuyến đánh là bắt đầu xe tăng rồi các thứ pháo là bắt đầu kéo lên hết. Đấy, con mới kéo lên đánh, thì coi như là hôm đó là pháo của mình ấy, thì nói chung là cái pháo hỏa lực lớn của mình là dập phải đến hơn tiếng, dập vào cái chân núi đấy, và lính của nó ở chân núi là xe tăng các thứ là các hướng là đều lên hết. Còn cái hướng của tôi thì cũng họ yểm trợ cho đâu được 2 cái nguyên tiểu đoàn, 2 cái tên làm tư. Thế lên hướng của tôi đánh chính diện mà đánh thẳng theo cái đường lộ. Chẳng lên tới sát chân núi, lúc đó nó mới phản kích. Mà cái chân núi nó toàn rừng tre hết, cái gai đấy. Ôi giời, quân nó tràn ra nhiều, xe tăng rồi các thứ pháo của nó phản mình, cái pháo 85 của nó lúc đó mới phản mình, nó bắn thẳng, nó là hạ nòng bắn thẳng, bởi vì xe tăng mình cũng lên nhiều mà. Giờ cơ ông biểu thôi, bọn này đang mạnh lắm, có khi quân nó cầm cự lại đây là nó chốt có khi khoảng mấy sư đoàn luôn, còn quân Pol Pot này. Thì cấp trên biểu thôi bây giờ điện cho máy bay, ở máy bay mình bắt đầu đến ném bom ấy. Máy bay chiến đấu. Thế cơ ông đến máy bay cất cánh đâu khoảng 5 cây thôi, có 5 cái máy bay chiến đấu đến là chủ yếu là rà bắn bắn rocket với lại ném bom chiến đấu đấy, dập vào cái chân núi thế để cho nó gọi là, với lại ném cả bom xăng để đốt cái khu đó cho lính mình vào, nó rộng quá trời đó, đi rừng tre mà, cái đầu ném đầu một cái dãy đó đầu khoảng chục quả bom xăng đốt cháy, u chẳng nó cháy cháy khiếp, rực lửa luôn, ném bom xăng đó. Lúc đó là pháo kích với mình bắt đầu tấp tấp liên tục thì đánh vào, nhưng mà lúc đó cũng thấy quân nó cũng chết nhiều, còn mấy cái xe tăng cháy thì không nói, nhưng mà lúc đó mình đánh tràn vào đến chân núi, mình truy quét toàn bộ thì quân của nó cái số mà chống cự thì chết nhiều, còn cái số mà nó chạy thẳng lên núi rồi chạy sang Thái Lan ấy, thì xe tăng xe cộ thì nó hình như nó chạy theo cái hướng khác, không có thấy xe tăng, còn pháo thì hình như nó kéo đi đường nào mà vào bắn pháo ra mà không tìm không thấy, quân mình ra hết không tìm thấy pháo ở đâu, có khi là kéo sang Thái Lan luôn.
À, chạy xe coi trận đó là yên ổn, chốt lại đó, nguyên đơn vị của tôi là chốt lại coi như là cơ ông là cho trung đoàn 16 lại quay về tỉnh Bát Tà Băng. Vâng, quay về tỉnh Bát Tà Băng lại bảo vệ cái tỉnh đó, ở trong tỉnh luôn đó, trong thành phố luôn. Thì đơn vị của tôi lại quay lại cái chỗ nhà thương chốt giữ tiểu đoàn 7 là giữ. Cứ lâu lâu lại vô tập kích, không có ngày nào là không tập kích. À, tập kích xong là chạy. Thế cái ông lớn biểu tôi là cái anh là không được ở trong nhà. Nói chung là thành phố nhưng không ở trong nhà. Cái anh phải đào hầm đào hố và kiên cố đàng hoàng để ra ngoài. Để ban đêm là mình phải ra ngoài đàng hoàng để gọi là canh giữ, chứ không được nằm nằm ở trong trong nhà dân là bắt đầu hắn sẽ đánh là mình không có đường gỡ. Thì y như rằng đúng. Thế đến khoảng một tháng sau mới đánh cái trận mình đánh rồi, một tháng sau mới quay lại đánh anh tập kích. Chủ yếu cái nhà thế này là bắt đầu anh đến là anh bắn B-50 vào, hay bắn thẳng B-50 vào nhà, với lại là đạn đến 11 làm bắn tập kích kiểu đó, xong anh là bỏ chạy rồi. Thế mình biết ý rồi, bọn này là anh đánh là cấp đại đội thôi kiểu đó, cũng không lớn lắm đâu. Thế câu ông biểu thôi bây giờ mình phải là chuẩn bị cái loại là hỏa lực chủ yếu là 12 ly 8 thì mới khả năng mới trì được bọn này, bởi vì nó bắn xong nó chạy mà. Cái tầm B-40 B-41 thì nó phải vào cỡ 50 mét thì nó mới bắn vào nhà được. Thì hôm đó với tôi là cái hướng với tôi đại đội với tôi là chốt cái nhà thương ở khoảng 50 mét, 50 mét thế định lúc đó là tối nó mới vào vào tới lồng ngoài lồng bắn bắn thẳng một quả vào nhà, mà vô nhà cái cạnh cái chỗ với tôi ở đấy. Cái bùng bành phát là lúc đó mình nổ súng đâu mà mình chả biết là hắn ở cứ cái hướng định đó là mình quất quay là biểu cái thằng 12 ly 8 nó quất hết cỡ luôn, cứ rà xuống mặt đất một quất thẳng theo cái hướng đó. Thì ông chả ra kiểm tra gì trước gì cả ban đêm mà. Thì sáng mai là kiểm tra theo chết đâu có 5-6 thằng, 5-6 thằng. Thế mũ giết thì rớt đâu khoảng chục ấy, thế đi tìm trà hết khu vực đó xem có con thằng nào sống sót không hay bị thương không. Thì thấy một thằng ở trong mũ chui ra. Hắn gãy hai chân, mình bắn hắn bị gãy hai chân. Thì hắn cũng còn súng AK đấy, hắn vẫn cầm súng thế này nhớ, cũng không bắn mình. Thế mấy ông lớn ông đại đội thì thôi đừng bắn hắn nữa, biểu ông giơ tay lên đi, bởi vì hắn gãy hai chân thì khả năng hết đường chạy rồi. À, thế là biểu lớp đây lên thì em vứt súng, em vứt súng thì em cũng run sợ mình bắn chết. Thế mà tôi mới biểu mấy anh lính của mình thì tôi nó gãy chân gãy tay tôi băng bó lại cho, còn băng bó là đào hoàng, băng bó là đào hoàng hai cái gối nó bị đạn nhọn vỡ hai cái gối, băng bó riêng với lại cho đem võng đến cáng về cách đó khoảng 100 mét thôi. Con cáng về đơn vị, vâng cáng về đơn vị. Thế ông kêu ông đại đội giờ thôi giờ thằng y tá đây này vẫn phải tiêm nhá, tiêm cho phát trợ cấp cho ăn uống đàng hoàng. À, vẫn đem cơm nước nữa cho nó ăn uống đàng hoàng, cũng chưa nói chuyện gì, chưa khai thác tài liệu gì, xong đâu vào đấy ăn cơm ăn nước xong đến chiều mới điện lên tiểu đoàn. Kiểu bây giờ cái trận này là với tôi đánh như chết đâu 6 thằng và đêm với lại bắt sống bắt không phải bắt sống mà một thằng bị thương. À, thì bây giờ với tôi thấy nó ở trong bụi thì bắt đem về đây nó gãy hai chân. Thế cái anh có giết hay không? Không, người tôi đang về đang còn băng bó với lại cho ăn tiêm thuốc cho nữa. Ơ thế được rồi, để tí nữa để tiểu đoàn xuống để gặp ở cái ông tiểu đoàn trưởng mới xuống xuống để khai thác tài liệu, xuống thì mới đầu đưa vào cái bàn cũng mời anh đến ngồi ghế đàng hoàng trong cái bàn để hỏi cùng rồi. Thế lực lượng của mày Pol Pot ở đâu mà đang còn vào đánh bộ đội Việt Nam? Anh biểu đây là lệnh của cấp trên. À, bọn em chỉ được vào, anh cũng biết tiếng Việt Nam thằng này, nói tiếng Việt Nam rành lắm. À, thế bọn em được lệnh cấp trên là chỉ có đánh nhanh rút gọn, đánh nhanh và chạy nhanh đấy, đánh nhanh chạy nhanh. Thế anh hỏi anh đấy, thế lục thu mày ở đâu, cán bộ mày ở đâu? Cán bộ bọn em ở xa lắm, nó ở mãi trong chân núi Giáp Thái Lan này. Thế mày đi vào đây là khoảng mấy tiếng? Từ chân núi vào đây bọn em đi từ sáng cho đến chập tối mới tới, tới nơi. À, anh tính cửa khoảng gần 100 cây thôi.
nhưng đi bộ đấy. Nhưng mà bọn em chỉ là chủ yếu là đi cấp đầy đủ, đánh xong lại bỏ chạy, nhưng không 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 chốt lại. Đấy, lệnh của cấp trên là như thế. Thế là hắn mới nói, tôi hỏi thế cái quân của bay còn nhiều không? Quân của mình còn nhiều không? Phải khai báo đàng hoàng không, bọn cháu bắn chết. Dọa. Lúc đó là ông tiểu đoàn biểu mày phải khai cho thật thực tế, không bọn tao bắn chết. Lúc đó giả ra con gương bị em khai, người quân của bọn em thì đang còn nhiều, nói có còn xe tăng, còn pháo cũng nói nữa, nhưng mà ở chân núi Thái Lan. Thế bây giờ nói ra không biết anh có đánh nổi hay là nói dữa. Kêu ông tiểu đoàn trưởng, ông tiểu đoàn trưởng mới tức máu lên, ông đập một phát xuống cái bà này thát phát. Nhưng mình nói lão bộ đội Việt Nam mà là còn sợ Pol Pot à? Mày khai đúng đi, có thực tế không? Nếu mà khai láo là bọn tao bắn chết tại chỗ. Thế bắn nói đúng. Chứ còn bây giờ mày từ bên chân núi kia vào đây là gần 100 cây mà mày biểu đi một ngày sao sao kịp. Thế sao mới khai ra biểu bọn em có một tiểu đoàn gần đây, cách đây khoảng 10 cây. Là tiểu đoàn đặc nhiệm, nói là Pol Pot nó cứ vào để coi như là chủ yếu là đánh đánh vào các đơn vị của các anh, là đánh xong ban đêm, tập kích ban đêm sau bỏ chạy, cái kiểu như thế. Thế hỏi là nó ở đâu, phum ở đâu, mày phải chỉ rõ đàng hoàng. Thế biểu là cái phum đó thì nó không còn người nữa, nhưng mà cách đây khoảng 5 cây số, mà cái phum nó là phum độc lập. Còn xung quanh là coi như là cánh đồng hết, nói thì các anh đến đó là biết ngay. Anh cũng nói như vậy. Thì cấp trên biểu tôi được, nếu mà thằng này nó khai như vậy, cái quân mà gọi là ở chân núi thì mình chưa tính tới, đều hắn nhiều, không có xe tăng ấy thì mình cũng chưa nói tới. Thì trung đoàn điện lên trung đoàn ở thế được rồi, nếu nó khai thật như vậy thì đưa nó lên tiểu đoàn, à trung đoàn, để cho nó về cái khu gọi là tù binh, chứ mình không giết hắn đâu, vẫn cho hắn về cái nơi gọi là giam giữ tù binh, có nơi mà. Thế là cho mấy anh coi như là lúc đó thì phải khiêng chứ có đi được đâu, cho hai anh lính phải khiêng lên trung đoàn. Lên trung đoàn, lên trung đoàn mới lấy xe đến, em đi không biết đi chỗ nào thì cũng không rõ, em đi cái khu trại giam tù binh. Thế là nếu bây giờ tiểu đoàn 7 của các anh bây giờ là phải khẩn trương đến cái địa điểm mà nó gọi là khai báo đấy, nhưng mà trước mắt để cho đặc công trinh sát và do thám xem có phải hay không. Thế là cho mấy anh đặc công với lại trinh sát còn nghỉ vào để bò và xem có phải không. Thì trinh sát đặc công đến đi thì có phát hiện ra được, đi ban đêm mà bò vào thì sát vào cái phum đó để điều tra xem có phải không. Thì hắn vào thì cũng thấy thấy lính là, nhưng mà cũng ở trong, hắn ở trong phum cũng đào hầm đào hố, nghe nói đó, hắn đào đầm hầm đào hố kiên cố lắm. Thế mới điện bà báo về cho trung đoàn, tức là trinh sát báo về là cũng cấp tiểu đoàn thôi, nghe nói thằng này cũng khai thật. Thế cơ ông biểu mà hắn mà cấp tiểu đoàn mà mình dùng có một tiểu đoàn đánh vẫn thì không ăn thua đâu. Thế cơ ông biểu thôi bây giờ cấp tiểu đoàn của nó mình phải dùng tới cấp trung đoàn. Cấp trung đoàn thì cũng chưa chắc đã vây kín được ăn, bởi vì nó ở trong phùng. Thế điện lên sư đoàn biểu thôi tăng cường cho Q16 một trung đoàn nữa, là 2 trung đoàn. Thế lúc đó hành quân gấp là ban đêm luôn, là đến tiền nhập xung quanh cái phùng này, cái phùng của nó đó, tiền nhập đào công sự rất đàng hoàng. Đến khoảng 4 giờ rưỡi là sáng hẳn rồi đấy, lúc đó mình mới tập kích. Mình em quân cách đó khoảng 500 mét mà không biết à, quân cùng bộ binh. Thế là lúc 4 rưỡi thì đâu là hỏa tiễn cùng bắt đầu tốc, pháo 85 nòng dài với lại cối 120 ly của mình tốc tốc vào trong phùng chừng độ khoảng 1 tiếng. 1 tiếng lúc đó là bộ binh với lại xe tăng của mình phải dùng bằng xe tăng, có xe tăng mà, xe tăng sẵn có, xe tăng mình bắt đầu tràn lên, bộ binh tràn vào đánh chiếm. Lúc đó nó cũng chống cự mạnh nhưng mà cái hỏa tiễn của nó cũng chỉ có cối 82 thôi. Cối 82 nó gọi là nó bắn ra với lại cối 60. Cái mèo lớn đều phải khẩn trương
gọi là chạy ngay vào ấp, chạy thẳng vào ấp, dù nó bắn mấy cũng phải chạy cho bố mình, chạy thẳng vào luôn, phải tràn vào khẩn trương, không là bị cái tầm tầm cối của nó bắn ra đồng tráng mà. Lúc đó là bộ mình, lúc đó mình chạy chạy vận động thì cũng chủ yếu là cái đạn nhọn của nó bắn cũng không không bị mấy, chủ yếu là bị cái cối. À, một số mà không kịp chạy mà chạy đằng sau đấy thì cũng bị một số lính vì cối trong 20 ly nó tàn phá mạnh, nó có loại cối đó. Nó trúng đội hình thì cái cờ nó phang cờ khoảng 50 anh thì cũng ngon lắm. À, nhưng mà lính mình không dày, chạy dày đặc, nó chạy thưa, không chạy theo hàng rộng mà chạy tán mắt thưa. Thế bắt đầu đánh vào chiếm toàn bộ, thì lúc đó đang đánh nhau trong phum là hắn cũng đang chống cự, nhưng mà chỉ yếu là B-40-1 thì làm chi mà hắn chống nổi mình, gọi hai trung đoàn 6 tiểu đoàn luôn đâu mà tràn vào. Lúc đó là coi như là đánh vào thì nói chung một số quân của nó cũng thấy quân của mình nhiều. Ừ, nguyên cái tiểu đoàn đó thì đâu vứt súng hết, một số vứt súng, một số chết thì không nói, một số bị thương, còn một số mà còn sống thì nó vứt súng đâu 50 thằng, vứt súng giơ tay đầu hàng thì ông đó bắt sống đâu được 50 thằng, còn thu hết súng ống thì ông chỉ 50 thằng. bắt được 50 thằng bắt sống. Thì làm chủ trận địa cái đợt này thì ông, riêng cái trận đánh như là cái, nguyên cái tiểu đoàn 7 của tôi là hình như là gần mất một đại đội vì đánh chính diện mà hy sinh với là bị thương. Cái lúc đó là nó bị cối, bị lộ là cối nó bắt đầu tung ra, nhưng mà lệnh cấp trên chưa được đánh là phải đến sáng mai mới đánh, là bị cái cối nó tung ra, kiểu nó cũng nghi vấn có quân mình ra, thì bị cái cối của nó, mình nằm ở ngoài tráng này là bị cối của nó thì nó tàn phá mạnh trúng đội hình thì là bị nhiều. Bây giờ cái trận nó sau chiếm lĩnh được cái trận đó thì lại quay về, có là biểu thôi bây giờ rút về để coi như là bảo vệ thành phố, thì kiểu như vậy. Trong một thời gian dài như vậy cho nên là rất rất khổ cái tỉnh Bát Tàm Băng. Còn mấy cái tiểu đoàn với tôi thì nguyên quy 16 thì vẫn cứ cho cái tiểu đoàn 7 là chốt ở thành phố, còn bao nhiêu các tiểu đoàn là vẫn phải ra xung quanh ở thành phố và chốt, còn nguyên cái sư 5 thì vẫn chốt dọc theo cái đường mà dọc biên giới đấy, mấy sư đoàn mà 2 sư đoàn vẫn chốt dọc án ngữ theo cái tuyến đường đó mà quân nó có vẫn đang tràn vào được. Ban đêm là nó luồn luồn lách theo các cái lối mà gọi là kẽ hở của mình ấy, là bắt đầu nó tràn vào. Thì câu chuyện đấy nó thì cũng chưa hết nhưng mà cũng tạm dừng để bữa khác nói chuyện tiếp.